Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị phần 2 của bài 3 Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về phần số đếm Một đọc là Y, âm hán Việt là nhất Hai đọc là Ơ, âm hán Việt là nhị 3 đọc là san, âm à án Việt là tam 4 đọc là sơ, âm à án Việt là tứ 5 đọc là ủ, âm à án Việt là ngủ 6 đọc là liều, âm à án Việt là lục 7 đọc là chi, âm à án Việt là thất 8 đọc là ba, âm à án Việt là bác 9 đọc là triệu, âm à án Việt là cửu và mười chúng ta đọc là sữa, âm hán Việt là thập. Và chúng ta đọc lại từ một đến mười một lần nữa. Y, ơ, sơ, ủ, liều, chi, ba, chiều, sữa. Và kế tiếp chúng ta sẽ tập ghép các cái số vào. Chúng ta theo dõi nào. Sữa y, sữa ơ, sữa sữa 15 16 17 18 19 20 Chúng ta đọc lại từ 11 cho đến 20. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kế tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu các cái con số từ 21 cho đến 99. 21 tức là 20 và thêm 1 vào. 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 là san sữa. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa. 21

93 là chiều sữa xanh và chúng ta kéo dài cho đến 99 là chiều sữa chiều như vậy là từ 1 đến 9 chúng ta ghép vào thì có thể đọc được đến 99 rồi và chúng ta cùng đọc lại cái dãy số này nha sư sữa ù sữa lưu sữa tri sữa ba sữa chiều sữa chiều sữa y chiềuữa R chiều sữa xanh e, chiều sữa chiều kế tiếp nữa xin mời mọi người chúng ta cùng đọc các cái con số dưới đây. 31 là san sửa y, 42 là sư sử sửa a, e, 53 là u sửa san, 64 là lưu sửa sư. 75 là chi sửa vũ, 86 là ba sửa liêu, 97 là chiều sửa chi, 38 là san sửa ba. 49 là Sư Sữa triệu 61 là lưu Sữa Y. 72 là Chi Sữa 83 là Ba Sữa 94 là Chiểu Sơ. 95 là Chiểu Sữa Vũ. 96 là Chiểu Sữa Liễu. 67 là Liễu Chi. 98 là Chiểu Sữa Ba. 66 là liu sữa liu 77 là chi sữa chi 44 là sư sữa sư Kế tiếp nữa ta có từ cưa Cưa là từ chỉ cho người hoặc là nhiều sự vật hiện tượng khác Lượng từ này còn có thể gọi là đơn vị từ Nó dùng để nói về số lượng hoặc là những cái vấn đề khác nữa Chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong phần sau như vậy là một con đường thì con đó là lượng từ, một chiếc xe thì chiếc là lượng từ. Một căn nhà thì căn là lượng từ, một con người thì con đó là lượng từ. Và một người bạn, hai người bạn thì người là lượng từ. Ví dụ như một người bạn, hai người giáo viên, ba người bác sĩ thì từ người đó là cưa, cái từ mà chúng ta đang tìm hiểu đây. Mời các bạn xem các cái ví dụ bên dưới nè. Ni giá dầu sể, Ni Tức là nhà bạn có những ai Dù ba bà cơ chè chè Có bố Mẹ Một người chị và tôi Chúng ta có thêm một ví dụ nữa Ti ti dù xanh cơ phận vô. Em trai tôi có ba người bạn từ cưa này âm hán việt là cá đến hiện nay vẫn còn dùng Ví dụ như sau này chúng ta ghép từ cưa với từ rễn thì chúng ta sẽ có từ cá nhân, rồi cưa thị là cá thể, à, cưa xiên là cá tính. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu đến từ thứ 13, đó là từ lẹn. Lẹn, âm bán Việt là lưỡng, lưỡng có nghĩa là hai. Ví dụ như chúng ta có à, hoa lưỡng tính hay là động vật lưỡng cư xin mời mọi người chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới ni cha dầu sể ni cha dầu sể gia lý dụ. ba bà ma mà liền cơ chè che hở và chúng ta cần lưu ý là phía sau từ lèn luôn phải có lượng từ ví dụ như hai người anh là lèn cơ cơ gờ hai người chị lèn cơ chè che hai đứa em trai lèn cơ ti thì hai người thầy liền quay lào sư trong trường hợp đặc biệt thì phía sau liền mới không có lượng từ kế tiếp nữa chúng ta có từ dĩ côn âm hán việt là nhất cộng tức là cộng lại thành một thì mình dịch là tổng cộng ví dụ ni cha lý dù sẽ mơ cha lý dù ba bà, bà ma mà cơ chè cộng sáu Đọc Lại, nhà bạn có những ai? Có bố mẹ ba người chị và tôi tổng cộng là sáu người. Và chúng ta cũng cần lưu ý là trong tiếng hoa chúng ta phải nêu các cái chi tiết trước, rồi sau đó chúng ta mới nêu số lượng ở phía sau ví dụ như quò mến lèn cơ rển dịch là hai chúng ta thì lèn cơ rển luôn đứng ở phía sau ví dụ như tham mến xanh cơ rển có thể tạm dịch là ba đứa chúng nó thì xanh cơ rển cũng luôn luôn đứng ở phía sau kế tiếp nữa chúng ta có từ chiên nẻn chiên nẹn ông hán việt là kim niên chiên nẻn là năm nay và chúng ta tách nó ra thì một cái từ chiên ông hán việt là kim kim có nghĩa là nay Ví dụ như tự cổ chí kim tức là từ xưa đến nay Rồi đương kim vô địch tức là đang vô địch hiện nay Rồi đương kim tổng thống tức là cái vị tổng thống mà hiện nay đang đương nhiệm Và kế tiếp nữa ta có từ nẻn Nẻn ông hán Việt là niên có nghĩa là năm Ta có từ tân niên có nghĩa là năm mới Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu đến từ xuê Xuê âm hán Việt là tuế có nghĩa là tuổi Ngoài ra nó cũng còn có một cái nghĩa khác đó là năm Chúng ta xem ví dụ bên dưới Chín nẻn hòa sử ba xuê Chín nẻn hòa ba xuê Năm nay tôi 18 tuổi Ủa lào sư chín nẻn sư sử san xuê Ủa lào chín nẻn sư sử san xuê Thầy tôi năm nay 43 tuổi Chúng ta để ý xem từ chín nẻn đứng chỗ nào trong câu Ta thấy từ chín nẻn ở trong ví dụ 1 nó đứng ở đầu câu, à, đứng trước chủ ngữ. Và trong ví dụ 2 chúng ta có là Quả lão chín nẻn sư sử san xuê. Thầy tôi năm nay 43 tuổi và chúng ta thấy rằng từ chín nẻn đứng sau quả lào xứ, Như vậy, thời gian có thể đứng liền trước hoặc liền sau chủ ngữ cũng đều được. Và một ví dụ nữa chúng ta thấy Tamento 25 tuổi, chúng ta cũng có thể nói gọn hơn, Tamento 25 tuổi, à, họ đều là 25 tuổi. Và đến đây chúng ta tìm hiểu một cái thành ngữ cho vui, đó là xuêyue Rạo rảo xuê là Tuế nguyệt có nghĩa là 5 tháng, 5 tháng không tha cho con người ta, tức là thời gian không có tha cho bất cứ ai. Và thầy cũng rất sợ cái câu này Suy yue bu rảo rễn Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Suy yue bu rảo rển Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một từ nữa Đó là suy tua Suy tua âm án Việt là hứa đa Suy tua có nghĩa là rất nhiều Ví dụ như suy tua phẫn vô rất nhiều bạn Suy tua lào sư rất nhiều thầy cô chúng ta cùng xem ví dụ bên dưới, 我有许多朋友,我有许多朋友, tôi có rất nhiều bạn bè. và 我老师有许多学生,我老师有许多学生, tức là thầy tôi có rất nhiều học sinh. và một ví dụ nữa, 他家有许多人,他家有许多人, gia đình anh ấy có rất đông người, có thể dịch rất đông người hay rất nhiều người cũng được và chúng ta tách từ suy túa ra thì một từ suy âm hán việt là hứa cũng có nghĩa là họ hứa và như vậy nếu như có một cái người đàn ông nào đó họ hứa thì mình sẽ gọi là suy sen sơn một cái người giáo viên nào đó họ hứa thì chúng ta gọi là suy lao sư và một cái từ túa không âm hán việt nó là đa thì có nghĩa là nhiều ví dụ như hình túa nó cũng bằng với suy túa và cũng bằng với hào túa ta có từ túa là nhiều như vậy hình túa là rất nhiều về cơ bản thì hình túa suy túa hào túa đều có nghĩa như nhau đó là rất nhiều nhưng hình túa là từ chính quy nói viết đều được còn hai từ còn lại thì thường dùng trong văn nói và sau đây chúng ta có cái danh các danh từ riêng là bầy chiến là bắc kinh new York là new york trung của là Trung Quốc và mì của là Mỹ. Đến đây thì tôi xin kết thúc phần 2 của bài 3. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp các anh chị ở phần kế tiếp.